Game chưa đủ ức chế, hacker Elden Ring còn tấn công, khiến game thủ chết liên tục. Người chơi Elden Ring hãy cẩn thận. Người dùng trên Reddit và Twitter đã báo cáo về nhiều vụ bị hacker tấn công. Phương thức của tin tặc là xâm nhập vào file gốc của Elden Ring trên máy nạn nhân và chỉnh sửa một nội dung, trong đó có việc nhân vật của game thủ sẽ chết ngay lập tức nếu bạn đăng nhập vào game. Ngay cả khi xóa game cài lại hay lập nhân vật mới, vòng lặp trên vẫn tiếp tục và không dừng lại nếu như mã độc không được loại bỏ. Theo báo cáo của PC Gamer, có khá nhiều game thủ Elden Ring đã bị hacker tấn công trong tuần qua, mặc dù mã độc này chỉ ảnh hưởng đến game Elden Ring. Tuy nhiên nó vẫn tạo ra sức chế cực độ với nhiều game thủ. PC Gamer cho biết hiện nhóm tin tặc phát tán mã độc tấn công Elden Ring vẫn không hề có ý định đòi tiền chuộc hay phá hoại máy tính của các nạn nhân. Có vẻ như đây chỉ là trò đùa của một nhóm tin tặc nào đó.